Thầy giáo tử vong bất thường trong nhà nghỉ, công an vào cuộc Ban phụ huynh vận động nộp 400.000 đồng một học sinh mời cơm hội đồng thi trung học phổ thông Khen thưởng người hùng cứu hai cô gái mắc kẹt trong đám cháy ở Hà Đông Vụ bé trai tử vong vì bị bỏ quên trên xe ở Thái Bình Quy trình đưa đón có nhiều lỗ hổng Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 31 tháng 5, theo tin từ lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong bất thường tại nhà nghỉ. Hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra làm rõ. Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 30 tháng 5 một đôi nam nữ vào thuê nhà nghỉ trên địa bàn xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu. Tuy nhiên, đến chiều tối thì người đàn ông bất ngờ tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người đến gần khu vực nhà nghỉ để tìm hiểu thông tin. Theo một số người dân chia sẻ trên mạng xã hội, người tử vong là thầy giáo VTH, giáo viên trường tiểu học Quỳnh Thanh 1, huyện Quỳnh Lưu. Người đi cùng thầy hát là một cô giáo cùng trường. Theo ông Trương Xuân Nhương, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, đã nhận được báo cáo của hiệu trưởng trường tiểu học Quỳnh Thanh 1 xác nhận thầy giáo VTH đã tử vong. Hiện công an huyện Quỳnh Lưu đang xác minh. Do đó, hiện tại phòng giáo dục đào tạo huyện và lãnh đạo trường tiểu học Quỳnh Thanh 1 đang chờ kết quả. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang vừa lên tiếng về thông tin Ban phụ huynh học sinh trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong thu 400.000 đồng một học sinh lớp 12 mời cơm hội đồng thi tốt nghiệp. Theo phản ánh của phụ huynh, Hiện nhiều lớp 12 trong trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong đã thu khoản tiền trên theo hình thức chuyển khoản, ghi rõ tên học sinh. Ông Bùi Quang Chí, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang cũng xác nhận có sự việc ban đại diện cha mẹ học sinh trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong vận động thu 400.000 đồng một học sinh lớp 12 mời cơm hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sở đã yêu cầu nhà trường báo cáo. Theo báo cáo gửi Sở ngày 25 tháng 5, trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong tổ chức phiên họp giữa nhà trường với đại diện ban cha mẹ học sinh các lớp khối 12 để triển khai một số nhiệm vụ cuối năm học, đặc biệt là chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Tại phiên họp, ban đại diện cha mẹ học sinh đề xuất ý kiến vận động đóng góp kinh phí hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tổ chức tại trường. Trả lời đề xuất trên, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong nêu các thầy cô đi coi thi đều có chế độ được nhà nước chi trả. Tuy nhiên, nếu phụ huynh có nhà ý Nhà trường đồng ý để ban đại diện cha mẹ học sinh vận động mời hội đồng coi thi bữa cơm gặp mặt, nhưng phải trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc. Báo cáo nêu rõ, đề xuất này được đa số cha mẹ học sinh ủng hộ, việc thực hiện vận động do cha mẹ học sinh trực tiếp thực hiện, giáo viên chủ nhiệm không đứng ra thu hộ, không tổng hợp báo cáo nhà trường. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang đang tiếp tục làm việc với ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong để làm rõ sự việc. Được biết, năm nay trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong có 370 em học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Với mức phí trên, hội phụ huynh có thể thu số tiền lên tới 148 triệu đồng. Sáng 31 tháng 5, Ủy ban nhân dân phường Phú Lương, Ủy ban nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã khen thưởng đột xuất anh Lèng Văn Bằng, sinh năm 1985, quê tại Điện Biên. Như đã đưa tin, vụ cháy xảy ra lúc 5 giờ 33 phút ngày 30 tháng 5 tại nhà ở kết hợp cho thuê trọ có địa chỉ số 7, tổ 1, phố Ba La, phường Phú Lương. Ngôi nhà cao 3 tầng, diện tích mỗi tầng khoảng 30m2. Thời điểm xảy ra cháy có 9 người ở bên trong. Phát hiện đám cháy, không quản hiểm nguy, anh Lèng Văn Bằng đã leo lên tầng 3 của ngôi nhà, đập con tiện xi si măng ở ban công và giải cứu hai người đang bị mắc kẹt bên trong. Tại buổi lễ khen thưởng, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, trưởng công an quận Hà Đông đánh giá, anh Lèng Văn Bằng đã không màng hiểm nguy, lao vào đám cháy để cứu người để lại những hình ảnh rất đẹp trong lòng người dân. Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền phát biểu, sau khi được tuyên truyền nhắc nhở từ công an quận, chính quyền địa phương, chủ nhà trọ đã tự giác cắt lồng sắt ở ban công, mở lối thoát nạn nên trong vụ cháy đã có 4 người tự thoát được ra bên ngoài. Khi xảy ra sự việc, anh Lèng Văn Bằng phát huy tinh thần cứu người là trên hết và đã cứu được nạn nhân. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cứu được 3 người khác. Cũng trong buổi lễ, Ủy ban nhân dân phường Phú Lương đã tặng giấy khen cho anh Lèng Văn Bằng vì hành động dũng cảm cứu người trong đám cháy. Phát biểu tại buổi khen thưởng, anh Lèng Văn Bằng cho biết anh từ quê hương Điện Biên về Hà Nội làm ăn được 10 năm, lúc nào cũng tâm niệm, đã làm việc tốt thì khó đến đâu cũng phải cố. Anh Lèng Văn Bằng nói, tôi gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương, bà con nhân dân đã khen thưởng tôi. Bản thân tôi khi lao vào đám cháy cứu hai bạn trẻ kia chỉ với suy nghĩ là cứu người là trên hết. Vụ việc cháu trai bị bỏ quên trên ô tô ở Thái Bình hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Biến sĩ nhà giáo Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch hội đồng trường Nguyễn Bình Khiêm, quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội cho rằng hoạt động đưa đón học sinh ở trường này chắp vá, không bài bản, bộc lộ nhiều lỗ hổng. Thầy Hòa nói, có lẽ trường mầm non này thấy các trường làm thì cũng triển khai mà không lường trước được những rủi ro, khó khăn mà dịch vụ đưa đón trẻ sẽ gặp phải. Chị Nguyễn Thanh Hương, Hà Nội cho biết, chị có ba cô con gái, các con chị đều đi học bằng xe đưa đón của trường mỗi ngày. Chị Hương chia sẻ, hàng ngày tôi đưa con đến điểm xe đón, ngày nào đến muộn, cô monitor, tức giám sát, sẽ gọi cho cháy máy đến khi xác minh được chính xác con đi học hay nghỉ mới thôi. Lúc đón cô luôn đứng ở cửa xe, khi học sinh xuống xe cô lại đứng ở cửa xe để điểm danh học sinh, sau đó cô sẽ lên xe kiểm tra lần nữa. Tiếp đến tài xế kiểm tra chỉ đến khi không còn học sinh nào trên xe thì bác tài mới được đưa xe về gara. Trên xe các con được quy định chỗ ngồi nên cô monitor chỉ cần nhìn ghế trống là biết đang thiếu ai. Ngoài ra trường học có app tức ứng dụng luồng tuyến xe đưa đón học sinh nên xe di chuyển đến điểm nào phụ huynh đều có thể nắm được. Vào giờ học trên nhóm lớp học, cô giáo tiết 1 sẽ thông báo các học sinh chưa có mặt. Chị Hương cho rằng nếu trường mầm non ở Thái Bình có quy trình đưa đón học sinh chặt chẽ như trường con chị đang theo học thì chắc chắn sự việc đau lòng không xảy ra. Nhưng ở đây, dường như cả một chuỗi hành động từ người đưa đón, tài xế cho đến giáo viên đều không chuyên nghiệp, thiếu trách nhiệm. Nhà giáo Nguyễn Văn Hòa còn cho rằng, việc đưa đón học sinh, đặc biệt là ở những trường tư tại các thành phố lớn được thực hiện bài bản. Hầu hết các trường đều coi đó là sự sống còn của nhà trường. Thầy Hòa nói, ở trường chúng tôi, việc tổ chức đưa đón học sinh phải thực hiện theo quy trình chặt chẽ. Trường có bộ phận chỉ đạo trực tiếp việc đưa đón học sinh hàng ngày. Trên xe, ngoài lái xe còn có monitor, tức người giám sát việc đưa đón học sinh. Lái xe phải được tập huấn về những nguyên tắc đưa đón học sinh với tần suất 2 lần một năm. Với những nhân viên đưa đón học sinh, trường cũng ưu tiên sử dụng cán bộ trường bởi họ nắm được văn hóa học sinh của trường. Liên quan đến vụ việc trên, ông Trần Hữu Minh, tránh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, điểm A khoản 2 điều 11, Nghị định 10-2020 NDCP quy định, đơn vị kinh doanh vận tải phải theo dõi, giám sát hoạt động của lái xe và phương tiện trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh vận tải. Đặc biệt, Nghị định 10 cũng quy định đơn vị kinh doanh vận tải phải có phương án kiểm soát để bảo đảm không còn hành khách ở trên xe khi đã kết thúc hành trình, áp dụng đối với xe kinh doanh vận tải hành khách. Ngoài ra, điểm B khoảng 6 điều 4 thông tư 12-2020 TT-BGTVT cũng quy định sau khi kết thúc hành trình hoặc kết thúc ca làm việc, Trước khi rời khỏi xe, người lái xe phải kiểm tra khoang hành khách để bảo đảm không còn hành khách ở trên xe, áp dụng đối với xe kinh doanh vận tải hành khách. Như vậy, dù không nêu cụ thể xe chở học sinh, nhưng rõ ràng hoạt động dịch vụ đưa đón học sinh đã được quy định trong các thông tư, nghị định về kinh doanh vận tải hành khách. Ông Minh nhấn mạnh, thực ra quy định đều có rồi, vấn đề mấu chốt theo tôi là tổ chức thực hiện tại địa phương. Địa phương phải tăng cường thanh kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và xử lý vi phạm Đối với công tác tổ chức thực hiện của doanh nghiệp vận tải cơ sở giáo dục trong dịch vụ đưa đón học sinh. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5, chị TTLP có mặt tại nhà tang lễ thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình sau chuyến bay dài từ nước ngoài về Việt Nam để gặp mặt con trai lần cuối. Con trai chị là cháu TGH sinh năm 2019 mãi mãi ra đi sau khi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh trong tiết trời oi nắng 35 đến 37 độ C gục trên vai người thân, bạn bè, nước mắt người mẹ không ngừng rơi, cùng nỗi đau xé lòng, những tiếng nức khóc thương của người thân vang vọng bên trong nhà tang lễ khiến ai nấy đều xót xa. Chị P thường xuyên phải công tác xa nhà, mỗi lần vài tháng rồi lại về thăm con ít ngày. Lần này chị mới đi công tác, nhận tin dữ, chị vội trở về nhưng không còn được nghe con gọi hai tiếng mẹ ơi. Anh Nguyễn Ngọc Thái 37 tuổi, người trực tiếp cạy cửa để cô giáo vào trong xe bế cháu hát ra ngoài cũng có mặt để chia buồn cùng gia đình. Anh nhớ lại ngày 29 tháng 5, trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 tổng kết nên học sinh về muộn hơn bình thường. Gần 18 giờ khi anh đến đón con đang học lớp 5 tuổi thì thấy hai cô giáo đang cạnh cửa ô tô. Anh Thái nhớ lại, tôi chạy lại hỏi xem xảy ra chuyện gì, có phải quên học sinh trên xe không thì cô giáo nói vâng. Tôi vội vứt lại xe, đạp bốn năm lần nhưng cửa không mở. Nhìn thấy một khe, tôi dùng tay ghi vào thành xe một tay bẩy cửa tạo khoảng trống để cô giáo vào được. Anh như rụng rời chân tay khi nhìn thấy cháu hát tím tái, tay có vết dứa máu. Cả ngày túc trực ở nhà tang lễ để lo hậu sự cho cháu trai, anh Trần Đức Anh, cậu ruột của cháu hát buồn bã, kể lại thời khắc nghe tiếng GH bị sao rồi. Khoảng 17 giờ ngày 29 tháng 5, anh tới trường đón cháu hát sau buổi tổng kết nhưng không thấy cháu đâu. Anh ngồi đợi đến hết buổi tổng kết mới bắt đầu đi tìm cháu. Anh Đức Anh lên tầng và tìm các lớp anh hỏi giáo viên trong trường thì được mọi người hướng dẫn tìm cô nhâm khi thấy cô nhâm anh đức anh hỏi thông tin cháu mình thì cô giáo nói hôm nay cháu hát không đi học anh liền gọi điện về cho mẹ bà khẳng định cháu đã đi học và gửi cô giáo rồi anh đức anh nói rồi bật khóc các cô đi tìm tôi nghe ngoài cổng có tiếng gh hát bị sao rồi này tôi chạy ra thì thấy một người đàn ông bế cháu mình ở trước cổng cháu tôi người tím tái tôi hô hấp cho cháu nhưng lúc ấy cháu không còn thở tôi vội bế cháu đi cấp cứu đến bệnh viện, bác sĩ bảo cháu đã tử vong. Bà DTH, bà ngoại cháu hát cũng khóc nghẹn mỗi khi nhắc tới cháu. Bố mẹ thường xuyên phải đi công tác xa nhà, cháu hát sống với bà ngoại và cậu. Buổi sáng, bà dẫn hát ra xe đưa đón của nhà trường. Khi tận mắt thấy cháu ngồi vào hàng ghế sau ghế tài xế như mọi ngày, bà mới trở về nhà. Đây là năm thứ hai, cháu hát học ở trường mầm non Hồng Nhung. Để thuận tiện việc đưa đón, mẹ cháu chọn dịch vụ xe đưa đón của trường. Bà hát chết lặng, khi biết tin cháu được tìm thấy bất tỉnh trên xe ô tô. Bà chạy vội vào bệnh viện, nhìn cháu trai sáng còn vui vẻ cười đùa, giờ nằm bất động, quần áo ướt sũng, gào khóc sao cũng không thấy cháu có phản ứng, trái tim người bà bị bóp nghẹt. Một vụ cháy quán ăn đã xảy ra vào khoảng gần 23 giờ đêm ngày 30 tháng 5 tại một quán ăn nằm trên phố Dịch Vọng Hậu. Thời điểm cháy quán ăn, nhiều người nghe thấy những tiếng nổ lớn kèm theo đó là khói và lửa bốc lên dữ dội. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều động xe chữa cháy chuyên dụng, xe cứu thương cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, cứu hộ, cứu nạn. Một số nhân chứng cho biết, dù trời có lúc mưa nặng hạt, nhưng ngọn lửa xuất phát từ đám cháy vẫn bùng lên dữ dội. Thời điểm trên, trong quán ăn có nhiều người, may mắn tất cả đã kịp thời chạy thoát ra ngoài. Sau khoảng 20 phút có mặt tại hiện trường, lực lượng chữa cháy đã không chế được ngọn lửa. Bước đầu ghi nhận, vụ cháy quán ăn trong đêm không gây thiệt hại về người thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Tối 30 tháng 5, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị tiếp nhận một bệnh nhân tên Lương Thanh S, 47 tuổi, trú thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đã tử vong. Hiện thi thể được lưu tại nhà tang lễ của bệnh viện để làm thủ tục bàn giao cho gia đình. Ông Lương Thanh S được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đến Bệnh viện Trung ương Huế chiều 30 tháng 5 trong trạng thái hôn mê sâu do sốc nhiệt và tai biến mạch máu não. Ông S là người đã tham gia đoàn đi theo ông Thích Minh Tuệ. Khi đoàn di chuyển qua địa bàn thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, thì ông ngất xỉu và được chuyển đến bệnh viện đa khoa huyện Triệu Phong lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Ông S nhập viện trong tình trạng cơ thể tím tái, hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn hô hấp. Bệnh nhân được nhập viện tại bộ phận cấp cứu, hồi sức tích cực trước khi được chuyển lên điều trị tại khoa hồi sức tích cực và chống độc. Với triệu chứng này, ông S tiếp tục được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị để điều trị, trước khi được chuyển đến bệnh viện Trung ương Huế. Thời gian qua, hình ảnh ông Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, quê huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đi khất thực qua nhiều tỉnh thành, nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Những ngày đầu tháng 5 năm 2024, khi ông đi qua một số tỉnh miền Trung, bắt đầu xuất hiện nhiều người được cho là tu sĩ tự nguyện đi cùng với ông. Ngày 30 tháng 5, Cục Thuế tỉnh Phú Yên cho biết đã gửi công văn số 1541 CTPHI QLN về việc thông báo quy định tạm hoãn xuất cảnh đến bà Võ Thị Thanh, người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần Thuận Thảo. Cục Thuế tỉnh Phú Yên cũng cho biết đã gửi công văn đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Võ Thị Thanh đến công an tỉnh Phú Yên. Trước đó, ngày 11 tháng 3 năm 2024, cục thuế tỉnh Phú Yên đã ra quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với công ty cổ phần Thuận Thảo. Lý do cưỡng chế được cục thuế Phú Yên đưa ra là vì công ty cổ phần Thuận Thảo còn nợ thuế hơn 184,6 tỷ đồng, quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Tuy nhiên, từ ngày 11 tháng 3 năm 2024 đến nay, Công ty cổ phần Thuận Thảo vẫn không trả nợ thuế nên cục thuế Phú Yên đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Thanh. Bà Võ Thị Thanh, sinh năm 1955 tại xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Thuận Thảo. Khởi nghiệp từ một tổng đại lý phân phối hàng hóa trong những năm từ 1985 đến 1996 với hai lĩnh vực kinh doanh chính là vận tải và thương mại. Thuận Thảo cũng là chủ đầu tư nhiều công trình biểu tượng như Resource and Spa Golden Beach khu vui chơi giải trí Thuận Thảo Lên, khách sạn 5 sao Sandalix, khách sạn 5 sao đầu tiên và duy nhất của tỉnh Phú Yên đến nay, nhà hát Sao Mai. Bà Võ Thị Thanh từng là một đại gia được giới doanh nhân gọi với cái tên bông hồng vàng của tỉnh Phú Yên. Trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2011, bà từng liên tiếp nhận giải thưởng Nữ Doanh nhân Việt Nam Tiêu Biểu, Cúp Bông Hồng Vàng. Bà là nữ doanh nhân đầu tiên tại Phú Yên đoạt giải thưởng này. Từng đại thắng trong vận tải hành khách thế nhưng khi chuyển sang mảng bất động sản doanh nghiệp của bà thanh lại rơi vào cảnh lao đào